Quý vị khán giả thân mến, có thể nói rằng 13 tỉnh thành miền Tây là 13 mảnh ghép cho một cái bức tranh hiền hòa và đầy ấn tượng của mảnh đất đồng bằng sông Cửu Long hai mùa mưa nắng. Trong đó Trà Vinh là một mảnh ghép độc đáo từ địa lý cho tới phong cảnh và những món ăn, mang đậm sự giao thoa văn hóa ẩm thực giữa các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Đến với Trà Vinh thì nhiều người sẽ cảm thấy rất là ấn tượng với cái tô bún nước lèo đậm đà được nấu từ con cá lóc đồng và mắm bò hóc, hay là sẽ muốn thưởng thức nhiều lần cái món bánh canh Bến Có trứ danh khắp xa gần. Rồi nếu như ai đã từng được người dân ở đây tiếp đãi cái món là gà hấp mướp nữa thì cứ phải tấm tắc khen hoài, cái món ăn gì mà nó ngon quá chừng quá đổi. Trà Vinh mảnh đất ân tình, món ngon cảnh đẹp cho mình thương quê. Kể ra những món đặc sản danh tiếng ở quê hương Trà Vinh thì người ta sẽ càng kể lại càng say sưa khi được nhắc tới mùi vị thơm ngon ấn tượng, cũng như là những câu chuyện làng quê mộc mạc gắn liền với món ăn đó. Và trong số những câu chuyện kể, trong những lời mời khách cũng như sự hứa hẹn chiêu đãi của người dân địa phương, thì món bún nước lèo có lẽ là món ăn đầy ấn tượng và được nhắc tới nhiều nhất, với sự tự hào trong lời nói, sự háo hức của bụng dạ con người để mong chờ được thưởng thức hương vị nghe danh đã lâu đó. Tô bún nước lèo Trà Vinh khác với bún nước lèo ở chỗ khác, bởi nước lèo ở đây được nấu bằng mắm bò hốc và củ ngải bún, có màu nâu nhẹ nhẹ và lợn cợn thịt cá lóc dầm nhuyễn, được nấu hòa chung ở trong đó. Rau ăn chung là mấy thứ rau vườn quen thuộc như bắp chuối, rau thơm, giá sống. Đặc biệt, món bún này sẽ được gia giảm độ mặn lạc bằng cách nêm giấm ớt và muối ớt, chứ không xài nước mắm hay nước tương thì sẽ mất hết vị ngon. Về Trà Vinh, có nhiều quán ăn bán món này để khách phương xa có thể ghé vô thưởng thức. Quán bình dân thì chỉ dọn lên tô bún có nhiều bún và cá lóc dầm, kèm giấm ớt, muối ớt, và giá chỉ 15-20 ngàn, rất hợp để no cái bụng phóng khoáng của nhà nông. Quán bình dân thì vậy, còn như có quán sang hơn chút đỉnh thì tô bún nước lèo sẽ dọn lên ăn kèm với dĩa heo quay và bánh cống, bánh giá, thêm dĩa huyết heo mềm tan ở trong miệng, nhìn phong phú và vô cùng hấp dẫn nữa. Bún nước lèo Trà Vinh là món bún mang đậm hương vị ẩm thực của bà con người Khmer, đã được nhiều người thưởng thức, đón nhận và tâm đắc. Bởi vậy, bây giờ nếu về nhà người quen ở Trà Vinh chơi, thì chủ nhà cũng sẽ nhiệt tình chuẩn bị nguyên liệu, nấu nồi bún nước lèo cho bự để tiếp đãi khách ở xa thưởng thức món bún mang mùi vị ấn tượng của quê mình. Tiếp tục cho sự thơm ngon, nóng hổi của đặc sản Trà Vinh là món bánh canh Bến Có chất lượng cùng nước lèo thanh ngọt, để khiến thực khách ghé vô quán là cứ ăn một cách say sưa, ngon lành. Ăn xong món ngon là mệt mỏi đường xa cũng như tan biến đi đâu hết vậy. Ngoài món bún nước lèo, ngoài bánh canh Bến Có, ở Trà Vinh còn có món hủ tiếu gà nấu đậu, ăn vô vừa thơm béo lại bùi bùi, thích lắm. Tô hủ tiếu dọn ra có phần thịt gà được hầm kỹ nên mềm thơm vừa miệng, cộng hủ tiếu dài và trong thì quyện trong nước lèo hơi sền sệt, dậy lên màu đỏ ao bắt mắt. Các loại đậu hầm chung sẽ làm gia tăng thêm sự đậm đà và khiến thực khách cứ muốn thưởng thức hoài không thôi. Nóng ngang mà ngon, mà lạ miệng và gây kích thích vị giác. Hèn chi mà ai tới Trà Vinh mà được thưởng thức món này là sẽ nhớ hoài, để ghé ăn thêm nhiều lần nữa cho nó đã cơn ghiền. về tới Trà Vinh, đi thăm thú Trà Vinh mà không thưởng thức mấy cái thứ bánh trái đặc sản của xứ này thì quả là một điều thiếu sót lớn luôn á. Ta nói bánh tét Trà Cuông dẻo quẹo mà màu sắc còn đẹp mắt nữa, ăn miếng nào đảm bảo ghiền miếng đó luôn. Còn trái dừa sáp Trà Vinh thì sao? Chẻ ra ta nói hả, đầy sáp luôn vậy đó quý vị. Múc mấy muỗng dừa sáp bỏ vô trong ly, rồi cho miếng sữa tươi hay là sữa bò vô, trộn thêm đá lạnh vô nữa nha. Ta nói béo ngậy đã lắm luôn. Còn đi dạo quanh ao Bà Om đó thì nhớ là ghé vô mấy sạp bánh gần đó để thưởng thức món bánh ống lá dứa thơm nứt mũi. Và đừng quên là mua cốm dẹp về để làm quà cho những người thân ở nhà nha. Cốm dẹp được rang rồi là được giã từ cái hộp nếp mới nè, cho tới khi dẹp lép luôn vậy đó. Xong rồi sàng cho sạch, đem trộn với dừa nạo và nước dừa tươi cho mềm lại. Ăn một miếng cốm dẹp nhớ mãi Trà Vinh quý vị nha. Nếu có dịp về thăm quê hương Trà Vinh vào mùa lễ hội Ót Ôm Bốc, du khách sẽ được dễ dàng chứng kiến tận mắt cách mà bà con người Khmer làm nên hột cốm dẹp dẻo thơm để theo chân mọi người đem vị ngon tới những miền xa. Hột nếp non sẽ được rang kỹ trên chảo nóng, sau đó trút vô cối rồi lấy chài giã cho tới khi lớp vỏ trấu bung ra hết. Hột nếp thành dẹp lép thì mới trút ra sàng, rồi sàng kỹ cho vỏ trấu bay hết đi. Cốm dẹp nguyên bản có màu trắng, hơi trong. Hoặc nếu thích màu sắc hơn thì người dân địa phương còn làm ra hột cốm dẹp có màu xanh của lá dứa hay bồ ngót, nhìn tươi mát và đẹp lắm. Người Trà Vinh hình như ai cũng biết trộn cốm dẹp sao cho ăn bùi, thơm và dẻo nhất. Trút cốm dẹp ra xửng, rưới nước dừa tươi lên rồi trộn đều lên. Lại tiếp tục trộn dừa nạo vô cho béo. Sau đó đợi đâu chừng 15 phút, nửa tiếng. Lúc này từng hột cốm sẽ thấm vị nước dừa nên nở mềm ra và trở nên dẻo hơn, nhưng vẫn tơi chứ không bị dính với nhau đâu. Lúc này tùy theo khẩu vị của từng nhà mà bỏ thêm đường nhiều hay ít. Sau đó rắc thêm cơm dừa nạo sợi, trộn đều lên lần nữa là có thể thưởng thức. Món cốm dẹp khi ăn có thể được múc ra dĩa, được nắm bằng tay, hoặc được cuốn trong lớp bánh phồng hay bánh tráng đã được phơi cho dẻo. Dù là ăn kiểu nào thì món cốm dẹp khi thưởng thức cũng sẽ đem tới cái dẻo, mùi thơm, vị béo và chút ngọt ngào của quê hương. Vị béo của món ngon quê hương Trà Vinh còn có sự góp mặt của trái dừa sáp nữa. Dừa đem lột vỏ, gọt sạch thì đập bể làm đôi. Lúc này nước dừa sẽ chảy ra, trong vắt và dẻo quẹo, nhìn hấp dẫn mà cũng lạ lạ nữa chứ. Phần cơm dừa ở trong mới đúng là chất lượng nàng ngang. Ta nói phần cơm dừa dày lắm, muốn đặt hết cả ruột. Khi nào ra thấy mềm, dẻo và tỏa mùi thơm cứ ngang ngát. Bỏ vô phần cơm dừa sáp này miếng đường và nhiều sữa đặc, sau đó trộn đều hết lên để sữa và đường áo hết quanh miếng cơm dừa là được. Dừa sáp phải ăn lạnh mới ngon. Chuẩn bị vài ly nước đá. Ai thích thêm dĩa thì bỏ thêm trái cây tùy thích. Sau đó múc dừa sáp đã trộn sữa bỏ vô chung, thêm mấy hột đậu phộng giòn giòn nữa. Xong rồi đó, lấy muỗng trộn đều lên là sẽ thưởng thức được cái mát lạnh, cái ngọt ngào, và đặc biệt là sự mềm thơm cũng như cái dẻo, cái béo tự nhiên, khiến vị ngon cứ như quấn lấy chân răng. Ăn hoài mà vẫn cứ thèm hoài. Mà cái sự thèm món ngon quê hương, nó không cần phải là thứ cao lương mỹ vị gì đâu. Nhiều khi chỉ là mấy thứ bánh quê ta ăn từ những ngày còn nhỏ. Vị ngon khi đó cứ đọng mãi cho tới tận bây giờ. Và những người con Trà Vinh cũng vậy. Mấy thứ bánh trái xứ này cũng làm từ bột, từ đậu, từ nếp, rồi mấy thứ xôi bình dân thôi mà ai cũng nuốt nước miếng một cái ực mỗi khi được nhìn thấy, rồi phải ghé vô mua ăn liền thì mới chịu. Bánh chín, mềm và xốp mịn, có màu xanh tươi mát và ngan ngát mùi thơm của lá dứa. Cứ như vậy, người ta vừa đi dạo cảnh quê hương, vừa ăn ngon lành cái bánh nhỏ. Ký ức tuổi thơ ngày xưa như cũng chợt ùa về rực rỡ ở đâu đây. Để mà kể cho hết ra và thưởng thức hết những món ăn ngon hiện diện trong đời sống hàng ngày ở quê hương Trà Vinh, thì không biết phải về thăm nơi này thêm bao nhiêu lần nữa mới đủ thời gian để trải nghiệm. Nhưng có một điều chắc chắn rằng khi rời đi, ai cũng muốn mua một chút quà quê, vừa để gửi tặng người thân, vừa để lưu giữ lại một chút ấn tượng về vùng đất mà mình đã đi qua và khám phá. Bánh tét trà cuôn chính là thứ quà quê thơm thảo như vậy đó. Bánh tét thì chỗ nào ở miền Tây cũng có, chứ không riêng gì xứ này. Nhưng mỗi địa phương sẽ có bí quyết riêng để làm nên thương hiệu cho đòn bánh của xứ mình. Như đòn bánh tét trà cuôn nhìn bự và chắc, khi cắt ra thì phần nếp dẻo quẹo, có màu xanh được tạo từ lá bùa ngót, nhưng đậu mỡ và có kèm thêm hột vịt muối. Ăn vừa dẻo lại vừa bùi béo và chắc bụng. Ghé vô sạp hàng đặc sản bên đường, vừa thưởng thức quà quê, vừa nói chuyện cùng cô chủ quán vui vẻ nhiệt tình, vừa mua thêm mấy đòn bánh đem về làm quà. Vậy là không uổng một chuyến đi thăm quê hương Trà Vinh rồi đó. Ai đã tới Trà Vinh thì chắc sẽ nhớ hoài cái sự bình yên của nơi này. Nơi có những cánh đồng cò bay thẳng cánh, có những dòng sông êm ả, có những vườn trái cây xanh tốt bốn mùa, và có cả những món ăn ngon mang cái hương vị thơm ngon khiến cho bụng dạ người ta cứ phải lưu luyến hoài. Để rồi mỗi khi nhắc tới Trà Vinh đó là người ta sẽ nhớ tới cái sự đậm đà của tô bún nước lèo, cái vị ngọt bùi của tô hủ tiếu gà nấu đậu, cái ngọt thanh tao của món gà hấp mướp. Còn nhiều lắm luôn, từ trái quách nè tới trái dừa sáp, bánh ú, bánh tét, cốm dẹp, món nào cũng ngon và cũng đậm đà tình quê hương xứ sở.